chiều thành phố mưa bay, công viên buồn, tường đa cũng buồn, chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng, câu kinh giao đường ngày tháng chút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy dòng hạt liên dài, nghe hơi thở chạy lòng khơi niềm nhớ, môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ. Các bác đang được theo dõi ở đây càng lên sóng một đôi loa của Mỹ, đó là loa Boston A120 các bác nhá. Loa này Mỹ nổi luôn, chiều cao là 62, chiều ngang 38 và chiều sâu là 35 25 xin lỗi anh em nhé. Lắp tre căng ở đây, đây là một đôi loa Mỹ nổi sản xuất tại Mỹ luôn, thùng màu gỗ khá đẹp mắt luôn, đẹp mọi góc cạnh cho anh em và đảm bảo là hàng bãi zin xịn sò. Lắp tre căng đẹp hết. Dòng loa này anh em nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc acoustic như các bác đang nghe, nhạc tình ca phòng trà cà phê, phải nói là quá da diết, lời hát rất dày, lời hát dày ấm. Đó. Thùng vách này loa khá nặng anh em nhé, thùng vách đẹp luôn, bao đẹp bao zin cho anh em luôn, bao cả hay. 7.500.000 đồng giá tại cửa hàng cho anh em một đôi loa Mỹ nổi luôn, bát 25. Đây, anh em lại xem góc cạnh này. Tất cả những sản phẩm cửa hàng lên sóng đều cố gắng quay mọi góc cạnh để anh em nắm được, để anh em yên tâm nếu anh em ở xa mua hàng đó. Sản phẩm có nào cửa hàng sẽ chỉ rất rõ để anh em yên tâm. Và cửa hàng đang ghép cái dòng loa này với đôi loa Onkyo. Anh em có những dòng loa âm ly Onkyo hoặc là âm ly Đề Nông hoặc Sansui, Mazan đánh tuyệt vời luôn vào những con đôi loa kiểu như vậy. 160W, 100V. Âm ly này thì tiện báo giá luôn cho anh em là giá 6.500.000. Nếu cả bộ này là 14 triệu anh em nha. Loa 7.500.000, âm ly 6.500.000. Âm ly có cả chức năng làm rể, pre, chạy 4 sò sắt, size to, size to, sơn giả da, dòng chữ ký nổi tiếng của Onkyo. Con âm ly này đáp ứng yêu cầu chơi và bày thôi nha. Đẹp, phải nói là rất đẹp luôn. Hôm nay mưa giăng đầy lạnh buốt tim này, em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mơ rồi còn nhớ chân tình này, em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mơ rồi còn nhớ chăng tình.